TikToker Quang Không Gơ, quán quân Lifestyle Master 2022 by TikTok, truyền cảm hứng cho giới trẻ noi theo, ghi điểm trong cách đối xử với người khó khăn. Dạ, con chào bà. Bà với cháu thích ăn một cái món gì đó không? Con mua cho hai người ăn. Bây giờ mình sẽ đi mua phở cho bà nha. Ờ, con gửi cho bà. Con không có nhiều, con có chút đỉnh con biếu cho bà với em. Cùng hình thức từ thiện tặng đồ ăn, TikToker Quang Không Gờ nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ cộng đồng mạng bởi sự lễ phép và thân thiện của mình. Được biết, sự kiện chiếm sóng mạng xã hội trong tháng 11 năm 2022 chính là việc của bạn trẻ Nono. Không những bị khán giả lên án, nam TikToker còn nhận được nhiều góp ý đến từ đàn anh đàn chị trong showbiz. Bên cạnh việc anh chàng bị chỉ trích thì dân tình đột nhiên nhắc đến một Gen Z khác là Quang Không Gờ, là những nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Cả hai đều có điểm chung là hướng đến những video review ẩm thực thiện nguyện. Tuy nhiên, cách Quang Không Gờ truyền tải thông điệp cảm xúc đến khán giả luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người. Xuyên suốt hành trình TikTok của mình, Quang Không Gờ đã mang đến rất nhiều video cho khán giả và series được lòng cộng đồng mạng phải kể đến Ăn Gì Khó Có Quang Lo. Trong series này, anh đến gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, trò chuyện và gửi một món ăn mà họ thích nhất. Giờ đây, series của anh đã gặp gỡ hơn 45 người và hầu hết các video đều nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ người xem. Điều khiến mọi người ủng hộ và yêu thích series này của Quang Không Gờ không chỉ là việc anh đi từ thiện gửi đến họ những phần ăn mà còn nằm ở cách hot TikToker giao lưu thân thiện lễ phép với đối phương. Cụ thể, mở đầu video, lúc nào cũng bằng câu nói lễ phép dạ, con chào ông, bà. Chính vì vậy, nam TikToker nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người xem. Bên cạnh đó, khán giả cho rằng thứ Quang Không Gờ trao tặng mọi người không chỉ là những phần ăn theo đúng ý muốn mà còn là sự quan tâm chân thành. Hơn nữa, nhờ cách hỏi han chân tình dễ thương của nam TikToker đã giúp mọi người bớt đi sự mặc cảm về hoàn cảnh của mình mà mở lòng chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện cuộc đời mình. Không ít lần, Quang Không Gờ còn biếu thêm tiền cho những người khó khăn và cách anh trao cho họ luôn khiến người xem cảm thấy ấm lòng. Là một người trẻ nhưng cách sống và làm thiện nguyện của anh luôn truyền được năng lượng tích cực đến cho người xem. Cộng thêm cách đối đáp và những hành động quan tâm ông bà cụ của nam TikToker khiến nhiều người xúc động. Mặc dù làm từ thiện nhưng Quang Không Gờ khiến cho những người có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm áp và được an ủi. Hơn nữa, nhiều người vẫn thường hay nói của cho không bằng cách cho. Nếu chúng ta tử tế lịch sự thì người nhận sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và được tôn trọng. Điều đó đã được chứng minh cụ thể qua series Ăn Gì Khó Có Quang Lo. Nói đến trường hợp trái chiều thì cái tên Nono từng khiến dân tình rần rần về cách thiện nguyện của mình. Cụ thể, chỉ sau vài ba đoạn video cho ra mắt, anh đã khiến nhiều người bức xúc bởi câu nói bị cho là miệt thị, dè biểu hoàn cảnh người khác. Ví dụ như, hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn, nghèo mà còn chê đồ ăn, vậy thôi khỏi ăn. Chúc bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ, bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp hoài đâu. Thực tế, đây không phải là clip đầu tiên nam TikToker thực hiện theo chủ đề tặng đồ ăn cho người nghèo. Trên kênh TikTok, anh đã từng đăng tải một vài clip tương tự, tuy nhiên vẫn sử dụng cách nói chuyện gây ức chế cho người xem. Chính vì vậy, cộng đồng mạng đã lên tiếng thẳng thừng sẽ không đến ăn hoặc sử dụng tất cả các dịch vụ cũng như các quán ăn mà Nono review. Dư luận cũng không ít người cho rằng anh đã bắt chước Quang Không Gờ về nội dung, nhưng truyền tải với một hình thức cục súc hơn và nhanh chóng nhận lại nhiều ý kiến trái chiều. Những so sánh giữa Quang Không Gờ và Nono, từ tên series Ăn Gì Khó Có Quang Lo, người nghèo ăn gì Nono chẳng đó, đến cách chào đầu, dạ con chào ông bà, hello bà già, được bàn tán khắp nơi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giờ đây có không ít bạn trẻ vẫn lăn xả ngoài đường để chia sẻ tấm lòng thành của mình đối với những mảnh đời cơ nhỡ. Song có người được tung hô, có người thì lại nhận về gạch đá. Tất cả đều bắt nguồn từ cách truyền tải đến người khác và Quang Không Gờ là một trong những bạn trẻ đã làm tốt việc này và được cộng đồng mạng yêu thương. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.